Mẹ nghĩ á, con nên chấm dứt tình cảm với con bé đó đi. Tao phải làm chủ cuộc đời của tao, tao phải đi làm ngoài với chúng anh. Sau nhiều chuyện xảy ra, giờ tôi cũng chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ nào đó. Tôi cần được nghỉ ngơi thêm. Nên là đừng có làm cái gì khiến bản thân cảm thấy hối hận. Nhưng mà tôi biết là ngày mốt là ngày hai đứa mình chụp hình chung đó. Em muốn đứng lên thì em phải nằm xuống. Em hiểu mà đúng không? Thiên Ngân, em bị sao vậy? Thiên Ngân. Ê sao cái bài này tôi giải hoài không ra vậy? Ê bà chỉ tôi coi. Trời ơi dễ lắm nè, để tôi chỉ cho. Trời đất ơi, bỏ học luôn đi, bỏ học luôn đi, bỏ học đi, có chuyện lớn hơn rồi kìa. Gì vậy? Mà ông hốt ha hốt hải vậy? À, cái chuyện hồi sáng á là nam sinh mới chuyển tới trường mình nè, đẹp trai với đứa gái bù vô. Không phải là cái chuyện đó. À, hay là cái chuyện mà Thầy Hiệp với xăm chân mày chứ gì? Cái chuyện mà Thầy Hiệp xăm chân mày liên quan gì tới tôi hả? Chứ không làm gì, hay là cái chuyện mà hồi sáng à, thôi, thôi thôi thôi, bà đừng có nói nữa, để ông nói luôn đi cho nhanh. Nhưng tôi ngành với Minh Hoàng đang đánh lộn với đại sĩ Khang ngoài kia kìa. Gì? Đánh ở đâu? Tránh ra. Mày nghĩ mày là ai? Mày ra lệnh cho tao. Tao không thích nói nhiều. Tránh ra. Không thích nói nhiều á thì làm được gì tao? Không tránh ra làm được gì nhau? Ê nhỏ lớp trưởng, có chuyện gì không nhá? Ê ê nhỏ lớp trưởng ơi, lại gần này nói nghe. Ê ê nhỏ lớp trưởng ơi, người gì mà thật đáng yêu nhiều lúc, trông thật dễ thương nhiều lúc, trông thật khó gần. Mặc kệ mọi chuyện vì lòng đã thích nhau từ lâu. Ê ê nhỏ lớp trưởng ơi, lại gần này nói nghe. Ê ê nhỏ lớp trưởng ơi, bài tập này thật khó, phải làm sao để điểm cao, nhưng càng khó hơn là lúc gần. Kể về mà chẳng biết nói như thế nào thành công. Tức rồi chứ gì. Nè, đầu tao nè, đấm vô. Chỗ này nhiều máu nè. Đấm. Là một thằng đàn ông mà bị người ta chửi vô trong mặt á mà còn nhịn được thì không phải là Nam Nhi đâu. Sống nhục như mày á, thà tao đấm đầu ra đường cho xe cán chích mẹ đi cho rồi. Tao nói đúng không? Đúng không? Đấm vô. Đấm vô. Mà mày nên nhớ nè, mày đã lên ban giám hiệu một lần rồi. Bây giờ mà mày lên nữa thì bị hạ hạnh kiểm, khỏi thi tốt nghiệp. Dám không? Đấm vô. Đấm. Mày dám không? Nè, Tuấn Anh nó không dám đánh, nhờ mấy thằng hành kiểm tốt như tụi tao đánh được nè. Giang hồ, giang hồ. Mà một đám đi quýnh một đứa như thế này hả? Ê, bây giờ tụi tao có 7 người nè, chấp 5 thằng bay luôn á. Ngon nhào vô. Sao giờ chơi không? Nãy gãy dữ lắm mà. Bữa nay tao cho tụi bay biết thế nào là boxing nè. Vô cả đi, vô. Thôi, đừng. Ê Tuấn Anh, mày chỉ việc đứng yên thôi, để tụi tao chơi tụi nó. Chính xác. Đứng coi phim đi bạn, để tụi quất mấy thằng em này. Nhưng mà tao đã hứa với Trúc Anh là không được đánh nhau nữa. Với lại tao không muốn vì tao mà ba đứa bay bị hạn kiểm. Tao nói cho tụi bay biết, tao không thích kiếm chuyện. Nhưng anh em tao á thì chưa biết được, có môn thì biết. Tụi bay được lắm. Ê ê ê, mày ngồi mày đứng lại đi con, mày đứng lại này. Tao là đang quay hip hop nè, mày đây nè con. Biết biết. Nè trời ơi, làm như cái gì á trời. Ê Minh Hoàng, mày tin tao đánh tụi nó không? Không tin. Không tin đúng không? Không tin tao không làm. Bây giờ mày tin không? Tao tin luôn á. Tin rồi tụi nó đi rồi tao làm chi? Thở quải đạn bạn luôn á. Ồ rồi bây giờ bạn để cho tụi nó đi dễ dàng vậy hả bạn? Ừ. Muốn cái rồi bạn. Một cái thôi mà. Tuấn Anh không cản tao là tao quýnh tụi nó luôn rồi đó. Thì đó, Gia Bảo. Một cái thôi. Đó, bà thấy chưa? Tất cả mọi chuyện là do Sĩ Khang nó gài Tuấn Anh thôi. Với lại tôi thấy cách Tuấn Anh trị Sĩ Khang cũng hay quá ha.
không cần dùng nắm đấm mà cũng giải quyết được vấn đề nữa. Tôi thấy bây giờ ông Tuấn Anh ông trưởng thành, ông chín chắn hơn trước nhiều rồi đó. Đúng rồi đó. Nếu tiếp tục quen với em, Tuấn Anh vẫn sẽ ghen tuông với những bạn trai khác. Ủa? Đi vô đây, đi vô đây liền. Đứt, đi vô đây. Đứt cái tai. Đứt cái gì? Đứt rồi cho đứt luôn đi. Em nói cái gì anh có nghe không? Có lỗ tai mà không biết nghe hả? Thì anh nhớ mà, anh nghe lời của bọn Sĩ Khang nói cho nên anh mới đập của nó đó. Anh nghe lời, em nói lời hay lẽ phải anh không nghe. Nghe mấy cái lời vô bổ của mà, suốt ngày đi đánh nhau thôi. Tại tụi nó quá đáng với lại anh em của anh. Anh không thể nào mà để cho anh em của anh một mình được hết trơn á. Ờ, anh em thì cũng phải nghĩ đến tương lai chứ. Anh em cái gì đâu mà. Bây giờ em hỏi anh, sau này anh làm rapper nổi tiếng, cái công ty giải trí nào, cái trường nghệ thuật nào mà chấp nhận một người học sinh hành kiểm yếu như anh? Hả? Anh phải biết suy nghĩ cho tương lai của mình chứ. Chưa kể hả, đánh nhau như vậy, bị thương, người ta lo lắng đó biết không? Thì anh biết bé lo rồi, anh xin lỗi. Bây giờ xin lỗi cái gì? Thôi bây giờ anh hứa là anh sẽ không đánh nhau nữa, anh sẽ tập trung vô việc học, anh tập trung cái đam mê của mình. Hứa cái gì mà hứa? Hứa hoài, suốt ngày hứa lèo. Đau quá nè, anh biết nó đánh ở đây à. Anh có sao không? Tụi Sĩ Khang đánh này nè, đau quá. Đau đưa em coi coi à. Em mà còn giận á, là anh còn đau. Đau ở đây nè. Dẻo miệng. Cười nữa nha. Để coi thái độ anh sao đã. Ê bé, không thấy tối nay mình đi coi phim, bé thích đi coi phim mà. Tối nay hả? Không được, tối nay em có hẹn với công ty giải trí rồi, em phải lên đó ký hợp đồng. Nữa hả? Phải ký thiệt luôn hả? Ừ. Anh nói bé nghe nè, bé suy nghĩ kỹ lại xíu đi nha. Sao? Ủa sao tự nhiên anh xìu vậy? Anh không tin em hả? Cái công ty này uy tín lắm, anh yên tâm. Trước giờ người ta có nhiều sản phẩm, chắc chắn em sẽ nổi tiếng. Anh thấy cái thằng cha Gia Long đó có vấn đề. Không có một cái người giám đốc lớn nào mà đích thân đi nói chuyện với lại Thái Linh mới hết trơn á. Ý anh là sao? Ý anh là em không đủ tư cách để gặp một người giám đốc lớn không? Ý anh không phải là vậy, anh chỉ sợ em bị lừa thôi. Lừa cái gì? Em không thích cái tính đó của anh đâu nha. Anh không muốn em ký hợp đồng với người ta thì nói thẳng ra đi. Mắc mới gì đi nói xấu người ta vậy? Đồ con nít. Ê, anh không phải đồ con nít nha. Anh lo cho em cho nên anh mới nói vậy thôi. Lo cho em mà vậy hả? Sao lúc nào anh nghĩ đến cảm xúc của anh mà anh không nghĩ đến cảm xúc của em? Đồ con nít, ích kỷ. Này Dũng, cho tôi mượn bài tôi chép nghị luận đi. Hôm qua em làm gì mà ông làm bài? Rồi giờ mượn tập tôi chép là làm sao? Thì hôm qua tôi đau bụng quá nên tôi đi ngủ sớm. Cho mượn nha. Lần cuối cùng đó nghe chưa? Ê Tuấn Anh, mày chép nghị luận chưa? Lấy tập tao chép nè. Dù có trễ á, cũng phải tự làm. Mày phải tự làm mày mới hiểu được chứ. Ê, nay chúc anh nhập nữa hả? Tôi không tin được là tôi nói câu này. Nhưng mà ông nên nói gương Tuấn Anh đi. Tuấn Anh người ta bây giờ thay đổi, người ta trưởng thành rồi. Còn ông tới tận bây giờ vẫn mượn tập tôi chép. Rồi chừng nào lớn. Học sinh nghiêm. Ngồi xuống. Bây giờ cô sẽ kiểm tra bài cũ. Các em học bài hết chưa? Dạ rồi. Học hết chưa? Dạ chưa. Hay quá ha. Được rồi. Ngày hôm nay nếu như tôi gọi các em lên trả bài miệng mà không thuộc thì hôm nay tôi sẽ không dạy bài mới. Người đầu tiên đi vệ sinh nữa hả? Có không chịu xài hoài vậy? Dạ đâu có. Em xung phong lên trả bài mà cô. Hả? Ôi, tôi có nghe nhầm không ta? Dạ, em xin cô lên để cho em gửi điểm. Được rồi. Em hãy giới thiệu chung
về bài Người lái đò trên sông Đà. Người lái đò trên sông Đà là một án văn được trích ra từ tản văn Sông Đà, được viết vào năm 1960. Tác phẩm là thành quả của nhà văn trong chuyến đi Tây Bắc, đặc biệt là chất vàng 10 đã qua thử lửa ở tâm hồn con người lao động ở sông núi Tây Bắc hùng vĩ và thơ mộng. Wow! Oh, xuất sắc. Vậy em được mấy điểm cô? Tuyên dương cho cái tinh thần lên gỡ điểm của em thì cô sẽ cho em 10 điểm. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ học bài mới nhé. Tôi nghe nói uống cái này tốt lắm đó ông. Mà nó mắc tiền ghê luôn đó. Cái thằng nhỏ dễ thương ha bà. Trời, hàng đẹp quá. Con chào ba mẹ. Ủa, con đi học về rồi hả? Thôi vào thay quần áo tắm rửa đi, để mẹ dọn cơm cho con ăn nha. Ủa, nhà mình mới có khách hả mẹ? Sao nhiều đồ vậy? Là của người có lòng hiếu thảo, vừa đẹp trai lại vừa tốt bụng nữa đó. Mẹ nói hay vậy? Thì thằng Tuấn Anh chứ ai. Nó qua thăm ba nè, tặng quá trời quà luôn. Mà còn đưa ba cái phong bì này nữa nè. Đó, coi hằng dễ thương dễ sợ thiệt. Đây này ông bạn, máy mới mua hôm qua hư rồi là sao? Sao kỳ vậy? Máy này tôi mới mua, tôi cưng nó lắm, chơi nhiều còn không dám chơi, sao mà hư được? Vấn đề tôi không biết, vừa mới chơi được một trận đã hỏng rồi. Đền tiền lại cho tụi tôi đi. Để coi thử đã. Nè, tụi mày định làm tiền tao đúng không? Nè, cái này không phải làm tiền mà là đòi lại tiền của tụi tôi. Cái máy này không phải là máy của tao. Hôm qua tao đưa cho tụi bay cái máy mới kẽn. Cái gì mà vừa qua một đêm nó đã cũ xì như thế này rồi. Ông bạn xem lại chứ, máy của ông như thế nào vẫn nguyên như vậy đó. Trả lại tiền cho tụi tôi đi. Chắc là mấy chú không biết rồi, mỗi cái máy có giá trị chục củ như thế này á đều có số seri riêng của nó. Hôm qua trước lúc đưa cho tụi bay, tao đã chụp hình lại và cho tụi bay kiểm tra kỹ càng. Bây giờ tụi bay đưa tao lại cái máy này, nó không trùng với số seri của máy tao. Chắc là tôi có tự nhầm lẫn. Đúng anh. Tao cảnh cáo lần này, lần sau đừng đi lừa ai nữa. Biết. Ba mẹ, sao ba mẹ nhận tiền của người ta vậy? Trời ơi, thì mẹ con với ba cũng có từ chối, nhưng mà nó nhất quyết là bắt ba mẹ phải nhận đó chứ. Thì mẹ có nói với nó là để con về rồi con quyết định, nhưng nó nói nó biết con là không bao giờ nhận sự giúp đỡ của nó, nên nó phải đến tận đây để đưa cho ba mẹ. Thì dù sao cũng là lòng thành của người ta, với lại nó cố tình để lại, không lẽ ba với mẹ chạy đi theo rồi đưa cho nó hay sao? Chúc Anh à, mẹ thấy á, thằng Tuấn Anh nó rất là lo lắng và quan tâm, nghĩ đến cảm xúc của con nên nó mới chạy đến tận đây. Mẹ không biết là giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì, nhưng mẹ hy vọng á, là con hãy mở lòng ra một chút đi. Không phải là nhận sự giúp đỡ từ đối phương á, là dựa dẫm, mà đó là sự chia sẻ đó con. Thôi được rồi, ba tính vậy. Dù gì thì cái chân ba cũng mổ rồi, nên số tiền này con giữ lấy, để toàn quyền quyết định. Thôi bà lo vô dọn cơm ăn đi. Còn con nữa, tắm rửa ra ăn cơm với ba, để ba uống thuốc nữa, trễ lắm rồi. Dạ.
Thiên Minh à. Dạ. Ba có tìm hiểu cái học bổng của trường con sắp thi vô đó. Trường đó nổi tiếng về đào tạo ngành y lắm đó nghe con. Vô được trường đó là hết sảy đó. Đúng rồi. Trường đó vừa có tiếng, vừa đào tạo bài bản nữa con. Ba, mình nhất quyết là phải vào trường y hả ba? Trời ơi, chứ sao con? Trường đó thi vô là danh giá lắm đó nghe con. Mà cái sức học của con á, là học trường đó ba thấy vừa phải lắm đó, nghe không? Nhưng mà con thấy trường y không có phù hợp với con lắm. Sao vậy? À, chắc có lẽ là con sợ đi du học xa nhà đúng không? Nếu mà sợ đi du học xa nhà thì bây giờ học trong nước đi. Học học viện quân y đi con. Học viện quân y của mình bây giờ là đào tạo cái ngành y cũng là thuộc hàng top đó con. Ba, ngoài trường y ra ba thấy trường kiến trúc được không? Kiến trúc à? Kiến trúc thì thật ra là ba không có rành. Nhưng mà nếu con học trường y á, cứ tốt nghiệp xong đi, rồi ba đem về làm trong bệnh viện của ba. Trời ơi, cha truyền con nói, nghe không, cha con mình làm chung nghề nghe con, chứ đỡ phải đi chật vật đi xin việc làm khác, nghe không con? Ba con nói đúng rồi đó, học y đi con, rồi về làm chung với ba, vậy tiện hơn. Dạ, chắc con sẽ suy nghĩ về trường học sau. Thôi con ăn no rồi, con lên làm bài tập nha. Cái thằng, cái gì mới ăn đây mà no rồi con? Nó làm sao vậy bà? Con, anh con sao vậy? Trời ơi, con cũng đâu có biết nữa đâu, con thấy bình thường mà. Thôi ba mẹ ăn cơm đi, đây nè. Thôi ăn đi. Ê Tuấn Anh, không lẽ bây giờ mày để cho cái buổi chụp hình của Trúc Anh với lại Thiên Minh diễn ra như vậy luôn á hả? Có gì đâu, chỉ là buổi chụp hình bình thường thôi mà, không có gì phải lo hết trơn á. Bạn, tôi nói cho bạn nghe nè, biết bao nhiêu cái gương trước mặt mà bạn không sợ. Biết cầu thủ Công Vinh không? Biết. Biết ca sĩ Thủy Tiên không? Biết. Một buổi chụp hình thôi nên duyên vợ chồng. Hả? Đúng rồi đó, chứ tao thấy hả, mấy cái vụ chụp hình couple này là nguy hiểm lắm nha. Đụng tay, đụng chân nè, có khi đụng mỏ luôn á. Ê, không có chuyện tào lao nha. Trời ơi, chỉ là buổi chụp hình đại diện cho trường thôi, chứ không phải đám cưới gì đâu, mà hung mới chả hít. Với lại, chú Anh của tao không có dễ dã gì đâu. Với lại, chú Anh của tao không có dễ dã gì đâu. Nè nha, mày nên nhớ một điều, mày với lại Trúc Anh đang giận nhau. Còn Thiên Minh á thì nó đâu có gì đâu. Được cái đẹp trai. Ờ. Con nhà giàu. Ờ. Học giỏi. Ờ. Tuấn Anh có gì? Ờ. Giờ tao nói cho mày nghe, Thiên Minh mà có tấn công á thì 10 con Trúc Anh cũng đỡ không nổi nữa. Chết lên. Chết xuống. Rồi lên bờ. Xuống ruộng. Không được, tao nhất định phải làm mọi cách để ngăn buổi chụp hình này lại. Rồi mày ngăn sao? Nhưng mà tụi mày phải giúp tao. Thì tất nhiên thì tao giúp mày rồi. Cái hôm mà thằng Thiên Minh đến buổi chụp hình, tụi mày phải canh, đổ một bên người nó, để cho người mà mới dơ giấy xấu xí nó không tham gia được. Sao giờ này anh Thiên Minh chưa tới nữa vậy chị? Chịu khó chờ chút nha, chắc là có chuyện gì rồi, bình thường không có trễ gì đâu. Trời ơi, như vậy thì sao chụp hình nữa chị? Không được rồi, mình sẽ kiếm người khác. Anh Tuấn Anh. Hay là anh vô chụp hình chung chị Trúc Anh đi. Nhưng mà vậy có ổn không? Tuấn Anh, ông đẹp lắm, ông vô chụp hình chung với tôi nha. Nhưng mà nhanh giúp tôi nha, tại vì tôi không có thời gian. Được rồi. Quyết tâm không? Quyết tâm luôn. 2, 3. Hào.
Cái này mà dính một cái là khỏi tắm gội gì luôn. Ông định. Ok. Sao giờ này anh Thiên Minh còn chưa tới nữa chị? Chắc mình chịu khó chờ chút nha. Trời sập nắng tới nơi kìa. Trời, học sinh gương mẫu gì giờ này chưa tới nữa. Thôi chắc không tới đâu, khỏi chờ chi mất công. Đúng rồi đó bạn ơi, bây giờ trời sập nắng cái nè, chụp hình xấu người ta chê, bạn bè chê, thầy cô chê, lúc đó là bạn bị trách đó. Mà trời đất ơi, không lẽ nguyên cái trường này không lẽ không có ai mà đẹp trai hơn Thiên Minh à? Đây, giới thiệu với bạn chủ tịch tập đoàn Đại Thắng tương lai Tuấn Anh. Hay là anh Tuấn Anh vô chụp giùm em nha. Có gì đâu, thì tụi mình chung trường mà, giúp được gì thì anh giúp. Xin lỗi mọi người, tôi đến trễ. Chào Thiên Minh. Vậy em Thiên Minh tới rồi, vậy mình chụp hình luôn nha. Hẹn nhau một mai ngày khi ta lớn, vẫn bên cạnh nhau. Trường xưa, phu ký rêu phong, liệu ta.